Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Lào thông qua chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn đại biểu Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiệt huyết của các sinh viên Singapore khi đã đến cố đô Huế tham gia nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa trong suốt hơn 2 tuần qua. Liên hoan văn nghệ của cộng đồng người Việt toàn Liên bang Đức. Sau khi tham dự lễ khai mạc phiên thảo luận cấp cao chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 69 tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Phần Lan và Tanzania. Phát biểu trong buổi tiếp Ngoại trưởng Phần Lan Erkki Tuomioja, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc chính phủ Phần Lan tiếp tục ưu tiên cấp viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam, cho rằng hai nước cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, hoan nghênh các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào các lĩnh vực thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam như công nghệ xanh sạch, năng lượng mới, lâm nghiệp, nước sạch, giáo dục. Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Tanzania Bergna Kemeli Usmem, Phó Thủ tướng đề nghị chính phủ Tanzania tạo điều kiện thuận lợi để dự án liên doanh giữa Tập đoàn Viễn thông Viettel của Việt Nam và công ty Epoja của Tanzania sớm đi vào hoạt động. Phía Tanzania thông báo Tổng thống nước này sẽ thăm Việt Nam vào tháng 10 năm nay, đồng thời khẳng định Tanzania ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Kinh tế Xã hội nhiệm kỳ 2016-2018 và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi trao đổi với các học giả, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội có uy tín của Hoa Kỳ tại Hội Châu Á về tình hình khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và đường lối đối ngoại của Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng đã tiếp thân mật bà Mern Ratner, đại diện phong trào cánh tả Hoa Kỳ, bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm tốt đẹp mà bà Ratner và các bạn bè Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Liên minh Toàn cầu Nông nghiệp Thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu các xa đã được thành lập với hơn 100 thành viên chính phủ các nước, trong đó có Việt Nam. Tham dự và phát biểu tại lễ công bố thành lập Liên minh, Thứ trưởng Hà Công Tuấn bày tỏ hoan nghênh và ủng hộ sự ra đời của tổ chức này trong việc hỗ trợ các quốc gia trên thế giới thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, đảm bảo an ninh dinh dưỡng và lương thực, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc Việt Nam tham gia GACSA sẽ thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu công nghệ và cách tiếp cận chính sách đối với nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hành và chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp cận mở rộng hỗ trợ kỹ thuật góp phần thực hiện thành công đề án giảm phát thải khí nhà kính và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vào sáng ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Lào Thongsin Thammavong đã tiếp đoàn đại biểu Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại Lào. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Thongsin Thammavong hoan nghênh và đánh giá cao kết quả của hội đàm, hội thảo giữa hai ban kinh tế. Thủ tướng Lào nhấn mạnh những trao đổi chia sẻ của hai ban về tình hình chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ giúp lãnh đạo cấp cao hai nước chỉ đạo kinh tế của đất nước phát triển trong thời gian tới. Chúc mừng những thành tựu của nhân dân Việt Nam đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Thongsin Thammavong mong muốn hai ban kinh tế trung ương thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, giúp kinh tế hai nước cùng phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước đi vào chiều sâu. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam Vương Đình Huệ đã báo cáo với Thủ tướng Thongsin Thammavong một số nét nổi bật của kinh tế Việt Nam, cũng như giới thiệu quá trình thành lập vai trò, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương và khẳng định ban rất coi trọng việc hợp tác với các ban, ngành của Lào, trong đó có Ban Kinh tế, nhằm góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai nước. Tiếp tục chuyến thăm Việt Nam, sáng ngày 25 tháng 9, Bộ trưởng danh dự cấp cao nguyên Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong đã đến thành phố Hồ Chí Minh và có buổi gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và Bộ trưởng danh dự cấp cao nguyên Thủ tướng Goh Chok Tong đều bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp đạt được trong quan hệ cụ thể giữa thành phố Hồ Chí Minh và Singapore.
Hiện thì có hơn 500 doanh nghiệp Singapore đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh với 667 dự án với tổng vốn đầu tư 6,5 tỷ đô la Mỹ. Các dự án đầu tư của Singapore hoạt động có hiệu quả cao, đóng góp đáng kể cho việc giải quyết việc làm và tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Hai lãnh đạo đều mong muốn trong tương lai những kết quả này còn cao hơn nữa. Về phía thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân Singapore đến đầu tư và du lịch tại đây. Tại buổi tiếp xã giao thì Bộ trưởng danh dự cấp cao nguyên Thủ tướng Goh Chok Tong và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án One Hub Sài Gòn tại khu công nghệ cao với kinh phí 130 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách địa lý không còn là rào cản đối với những bạn sinh viên đến từ đất nước Singapore khi với sức trẻ và với nhiệt huyết của mình, 30 bạn sinh viên từ nhiều vùng miền khác nhau của Singapore đã đến cố đô Huế tham gia nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa trong thời gian hơn 2 tuần tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Những việc làm tuy nhỏ nhưng lại được thể hiện sự ấm áp và thân thương. Điều đó được cảm nhận rõ nét từ những phần việc mà các bạn đã đóng góp trong suốt thời gian ở Huế. Không ngại thời tiết nắng nóng, không ngại công việc thợ xây khá nặng nhọc. Almada, cô bạn sinh viên đến từ trường NGN Singapore đang rất hăng say với công việc của mình. Đã gần 2 tuần nay, Almada cùng với những người bạn của mình đang cố gắng hết sức để hoàn thành công trình tường rào và cổng cho trường Mầm Non 2 xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Không ai nghĩ, chỉ mới 2 tuần, nhưng bức tường rào dài hơn 50 mét này được chính cả bạn sinh viên xây dựng. Ở Singapore thì phụ nữ chúng tôi cũng ít khi làm những công việc nặng nhọc như thế này. Nhưng đến Huế và tham gia xây dựng công trình cho trường mầm non, tôi cảm thấy có rất nhiều ý nghĩa, góp phần vào việc cải thiện chất lượng giáo dục và môi trường dạy học. Tôi thấy tự hào khi được đóng góp những phần việc này. 30 sinh viên đến từ nhiều vùng miền khác nhau của đất nước Singapore, nhưng các bạn đều có chung một mong muốn, được cống hiến, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho những công việc thiện nguyện và đặc biệt là tại những vùng khó khăn của vùng đất cố đô. Được vui chơi với các em nhỏ, giúp các em tiếp xúc với tiếng Anh và dạy cả kỹ năng giao tiếp cho các em. Tất cả sẽ là những kỷ niệm thật khó quên đối với các cô cậu sinh viên này. Từ người già đến những trẻ em, ai cũng vui vì hôm nay họ được tiếp xúc với những thiết bị máy móc hiện đại, còn được cấp kính phạt thuộc miễn phí điều trị các tật khúc xạ về mắt. Hơn 1.400 kính, tổng kinh phí 16.000 đô la Mỹ là những gì mà cả bạn sinh viên tình nguyện Singapore cùng tổ chức Những Trái Tim Huế đã mang đến cho người dân nơi đây. Chúng tôi nhận thấy trẻ em và người già ở đây ít có cơ hội được đến bệnh viện để khám mắt và mua kính mắt, nên chúng tôi muốn được giúp đỡ cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Mục đích của chương trình là ngoài cái việc nâng cấp các cơ sở vật chất của các cái trường mẫu giáo, cấp kính mắt cho bà con ở đây, thì lại là chúng tôi tạo ra cái cơ hội thuận lợi giữa các bạn trẻ giữa hai đất nước Việt Nam và Singapore có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu với nhau. Có thể nói những ngày được sống, được sinh hoạt và tham gia những hoạt động ý nghĩa tại Huế đã sắp kết thúc. Nhiều kỷ niệm đẹp chắc hẳn sẽ luôn đi cùng với các bạn sinh viên tình nguyện này. 30 bạn sinh viên đều khẳng định sẽ quay trở lại Huế, trở lại Việt Nam để tiếp tục hành trình tình nguyện, cho thấy những trái tim ấm áp luôn mong muốn được giúp đỡ cho mọi người là những gì đáng quý, đáng trân trọng ở những con người trẻ đầy nhiệt huyết này. Xin được tiếp tục bản tin với một số thông tin đáng chú ý. Vào ngày 16 tháng 11 tới, ở quận Ochokta, Wakasawa của Ba Lan, khoảng 3.000 người Việt sẽ lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu cho ứng viên gốc Việt là tiến sĩ Lã Đức Trung và ủy viên hội đồng quận Ochokta. Tiến sĩ Lã Đức Trung sang Ba Lan năm 1974, hiện là tiến sĩ kinh tế, giữ chức viện phó Viện Khoa học và Văn hóa Việt Nam. Ông cũng là thành viên sáng lập và đang là phó chủ tịch Hội Văn hóa Xã hội những người Việt Nam tại Ba Lan. Trong nhiều năm qua, thì ông Trung là một trong số những nhân vật có nhiều đóng góp cho sự hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt ở Ba Lan. Việc ông Trung được ứng cử vào Hội đồng quận Ochokta đã chứng minh thấy cộng đồng người Việt Nam đã được công nhận là thành phần trong xã hội Ba Lan. Vào cuối tuần qua tại Berlin, thì Liên hiệp Người Việt tại Đức đã được sự ủng hộ tài trợ của Bộ Nội vụ Liên bang Đức cùng một số tổ chức, hội đoàn và cá nhân người Việt ở Đức đã tưng bừng tổ chức liên hoan văn nghệ lần thứ nhất với sự tham gia của các diễn viên không chuyên đang làm ăn và sinh sống tại Đức.
Thay mặt Đại sứ quán, bà Nguyễn Thị Bích Thảo, bí thư thứ nhất đã phát biểu đánh giá cao việc tổ chức hội diễn văn nghệ, một sân chơi bổ ích về âm nhạc cho toàn thể cộng đồng người Việt ở Đức. Theo bà thì đây là dịp để bà con người Việt từ khắp mọi miền ở Đức gặp mặt, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm, góp phần vun đắp thêm tình yêu quê hương đất nước, hướng về cội nguồn dân tộc. Đại diện Đại sứ quán cũng nhấn mạnh, hội diễn là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức trong năm tới, đồng thời cũng là cơ hội để quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè Đức và quốc tế. Liên hoan múa đương đại quốc tế châu Âu gặp châu Á lần thứ tư đã khai mạc tối ngày 24 tháng 9 tại Hà Nội. Trong năm tối liên tiếp thì khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm múa đương đại của các biên đạo múa nổi tiếng với phong cách đa dạng đến từ nhiều nước khác nhau như Bỉ, Đức, Pháp, Nhật, Thụy Điển, Phần Lan và Việt Nam. Tạm biệt là một trong hai tác phẩm đã được chọn mở màn cho đêm khai mạc liên hoan múa đương đại châu Âu gặp châu Á trong năm nay. Biên đạo cho vở múa này là một người Nhật, ông Nakamura, người đã giành nhiều giải thưởng tại các liên hoan múa có uy tín. Các vở múa được trình diễn tại liên hoan múa lần này đã thoát khỏi mọi giới hạn của sự khác biệt văn hóa. Các biên đạo đã tạo ra một sự giao thoa ấn tượng giữa văn hóa châu Âu và châu Á. Liên hoan múa đương đại quốc tế châu Âu gặp châu Á là sáng kiến của Hiệp hội các viện văn hóa, Đại sứ quán các nước châu Âu tại Hà Nội và Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Nghệ thuật bài chòi của ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Nam đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lập hồ sơ để đề trình UNESCO công nhận bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Không phải đến bây giờ mà suốt một thời gian dài qua, dù chịu tác động bởi nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại, nhưng các tỉnh Nam Trung Bộ đã có nhiều nỗ lực phục dựng, bảo tồn loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian đặc trưng ở miền Trung này để đưa bài chòi trở lại gần hơn với công chúng. Ngay tại trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, giữa cái náo nhiệt của cuộc sống hiện đại, nhiều người vẫn có cảm giác như được sống trong khung cảnh làng quê đặc trưng miền Trung. Cứ vào các tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, những ai yêu thích và muốn khám phá bài chòi đều tìm đến đây. Ai chơi thì mua thẻ bài rồi lên các chòi. Nhiều người khác đến đây đơn giản chỉ để thưởng thức các điệu bài chòi cổ dân gian. Mới 12 tuổi, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa chỉ quan tâm những trò chơi trực tuyến, những bộ phim hoạt hình hấp dẫn, thì Trương Đình Duy lại thích bài chòi. Cách đây không lâu, trong một lần tình cờ đi xem biểu diễn bài chòi, loại hình nghệ thuật diễn sướng dân gian này đã cuốn hút em. Lúc đầu á, là con khi mà con mới chơi á, là con thấy là cũng không có gì hay, nhưng mà lần lần sau khi mà chơi nhiều á, thì con cảm thấy là rất là hay, rồi rất là vui, nên con từ đó là con mê bài chòi tới bây giờ luôn. Mọi người đang quay trở lại với bài chòi. Đơn giản, chỉ vì qua thời gian, bài chòi càng khẳng định nó là một phần không tách rời trong đời sống của người dân Nam Trung Bộ. Sự đón nhận và tình yêu mà mọi người dành cho loại hình nghệ thuật truyền thống này chính là động lực để những nghệ nhân như bà Nguyễn Thị Đức vượt xe hàng chục km bằng xe buýt vào mỗi dịp cuối tuần để mang đến khán giả những làn điệu bài chòi đặc sắc nhất. Tại vì thấy bà con ham mộ nghệ thuật bài chòi, cho nên là cái nghệ thuật bài chòi của mình được bà con ham mộ, cho nên là lúc nào tôi cũng sẵn sàng ứng diễn khi nào bà con yêu cầu. Bà yêu tôi tham gia chơi, mong cầu trúng thưởng lấy lộc. Thứ hai là yếu tố xem người ta trình diễn. Thứ ba là nghe người ta hô hát. Yếu tố nghe là yếu tố người ta hô thay, người ta hô câu bài chòi, những cái câu thay mang tình cảm nhân tình thế thái đạo nghĩa vợ chồng cha con, rồi chế giễu những cái quan lại của thời phong kiến vân vân. Theo các nhà nghiên cứu, để bảo tồn phát huy giá trị bài chòi và đưa trở lại gần với người dân thì cần phải đầu tư cho nghệ nhân, đồng thời phục dựng các bài chòi cổ dân gian. Điều quan trọng nữa là cần phải huy động những nghệ nhân cao niên có kinh nghiệm để truyền dạy cho thế hệ trẻ, giữ cho được bản sắc dân gian, bản sắc cổ điển mà cha ông ta để lại. Thông tin vừa rồi thì đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương hôm nay. Quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube để xem lại các chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.